Cái này là đám cưới của Hoa hậu quốc gia. Đám cưới của Hoa hậu quốc gia. Ủa ai chụp? Để em chụp cho. 1, 2, 3. Đấy nha, 1, 2, 3. Chụp với hờ hen là mình chỉ có luồn chạy đi thôi. Ôi, em chụp tới mấy ngàn tấm vậy. Ê, tấm đẹp đấy. Ôi, đẹp rồi.